Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Barista Wow. Vậy là không khí của ngày Tết đã sắp đến gần rồi. Và đến với video ngày hôm nay thì Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn một món trà trái cây với tông chủ đạo đó là tông màu đỏ đặc trưng của ngày Tết. Vậy thì các bạn có tò mò đó chính là món gì không? Hãy cùng Lê bắt đầu video luôn nhé. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ đi ủ trà giúp Lê. Và loại trà ngày hôm nay Lê dùng đó chính là trà xanh lài của Wow, với tỷ lệ là 100g trà với 4 lít tương nước. Tuy nhiên thì để làm một ly trà thôi nên là Lê sẽ ủ khoảng tầm 5g. Và lượng nước sôi Lê dùng sẽ là khoảng 220ml nước sôi nhé. Lê có làm một cái clip về hướng dẫn cách ủ trà xanh lài. Nếu như bạn nào chưa coi thì Lê sẽ đường link bên dưới để cho các bạn tiện xem lại. Nước thì các bạn nhớ lấy nước sôi ở nhiệt độ 90-91 độ C và thời gian ủ trà sẽ trong vòng 7 phút nhé. Sau khi hết 7 phút ủ trà rồi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành lược lấy nước cốt trà. Vậy là đã xong công đoạn lược nước cốt trà rồi. Bây giờ Lê sẽ cho syrup dâu, mứt chân kỳ cherry cộng với đường nước vào trong một cái shot đông. Và các bạn sẽ cho 100ml nước cốt trà vào trong sắc cơ trước giúp Lê. Tiếp theo là hỗn hợp syrup dâu, mứt chân kỳ cherry và đường nước. Khuấy đều hỗn hợp. Bây giờ thì sẽ cho vào sắc cơ 1/2 rượu đá và các bạn sẽ đậy nắp lại và sắc lên giúp Lê. Cuối cùng thì chúng ta sẽ rót hỗn hợp ra ly và tiến hành cái bước cuối cùng đó chính là trang trí. Thì ở đây Lê sẽ đề co một lát cam vàng và dâu cắt lát. Thêm một nhánh lá húng lủi nữa. Vậy là đã hoàn thành xong ly trà dâu anh đào rồi. Các bạn có thấy dễ làm không nào? Vậy là vừa rồi Lê đã hướng dẫn xong cho các bạn món trà dâu anh đào. Nhìn khá là hấp dẫn đúng không nào? Lê hy vọng là với video vừa rồi thì các bạn có thể tự tay pha chế được món trà dâu anh đào cùng với gia đình và bạn bè thưởng thức trong những ngày Tết. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Barista Wow nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những video của Wow. Mọi người nhớ bấm subscribe và nhấn vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất nhé.